Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Lê Minh. Phiên bản 11.9 sẽ là một trong những bản cập nhật lớn nhất trong năm 2021. Lý do là bởi đây chính là phiên bản chính thức của MSI, giải đấu lớn thứ 2 trong năm của Liên minh huyền thoại. Ngoài nhiều thay đổi liên quan đến gameplay, đội ngũ phát triển cũng mang đến cho người chơi dòng skin vinh danh nhà vô địch chung kết thế giới 2020, Damwon Kia, và skin Jack chinh phục, trang phục chủ đề của giải đấu trên đất Iceland. Và để biết thêm thông tin chi tiết, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thay đổi dự kiến sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật thứ 9 của mùa giải này nhé. Cà phê Liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Ôn rời, Hecarim sắp bị nerf. Hecarim đã thống trị meta đi rừng trong suốt giai đoạn mùa xuân 2021. Tính đến thời điểm này, hắn đạt tỷ lệ cấm chọn trên toàn cầu lên tới con số 49%. Do đó, tướng này đã phá vỡ mọi tiêu chí trong khung cân bằng của Riot. Nếu các bạn không biết thì ở bậc kỹ năng từ bạch kim 4 đến kim cương 3, tướng đạt tỷ lệ thắng từ 53,5 đến 52% được coi là hấp dẫn và gần bị nerf. Còn từ kim cương 2 đến thách đấu, tướng có độ hấp dẫn đạt tỷ lệ cấm trên 50% hoặc tỷ lệ thắng từ 54 đến 52,5%. Trong khi đấy, các thông số của Hecarim luôn vượt quá mức cho phép. Bằng một cách nào đấy, Hecarim không bị nhắm tới trong những cập nhật gần đây, ngoại trừ việc bị giảm có 10% tốc độ di chuyển của chiêu E ở bản 11.7. Đặc biệt, với trang bị giáp gia tốc hóa cuồng, thì 10% giảm trừ đấy không có nhiều ý nghĩa, khi Hecarim vẫn ra vào giao tranh như trốn không người. Tuy nhiên, ở 11.9, sức mạnh của bóng ma chiến tranh sẽ bị giảm đáng kể. Đầu tiên là giáp cơ bản giảm từ 36 xuống 32, nhưng giáp cộng thêm mỗi cấp tăng từ 4 lên 4.25. Kế đến, sát thương cộng thêm trên mỗi cộng dồn chiêu quy giảm từ 5% còn 2% cộng 1% với mỗi 33 sức mạnh công kích cộng thêm. Chiêu W hồi máu thay đổi từ 30% thành 30% cộng 1% mỗi 40 AD cộng thêm. Đáng chú ý, hồi máu giảm hiệu lực xuống còn 15% cộng 1% mỗi 80 AD trên lượng sát thương mà đồng minh gây ra. Cuối cùng, chiêu E, vó ngựa hủy diệt, không còn tác động mạnh giai đoạn cuối trận, khi sát thương tối thiểu giảm từ 155 xuống 110, sát thương tối đa giảm từ 310 còn 220. Bên cạnh Hecarim, một vài tướng đi rừng mới cũng bị giảm sức mạnh. Trước đấy, ở 11.8, Riot đã đưa ra hàng loạt thay đổi cho vài vị tướng để mở rộng bề tướng đi rừng. Darius, Zed, Dyna, Mordekaiser và Morgana là những tướng được Riot bóp sức mạnh ở khả năng gây sát thương lên quái rừng. Đặc biệt, trong số những cái tên này, Morgana đang là tướng được nhiều người chơi nhất bởi khả năng dọn rừng cực nhanh của cô. Trong đoạn clip được chia sẻ mới đây, một người chơi Morgana chỉ mất đúng 2 phút 57 giây để dọn sạch toàn bộ bãi quái trong rừng của mình. Nguyên nhân xuất phát từ việc chiêu W, vùng đất chết, sẽ gây 200% sát thương lên các mục tiêu quái rừng, lớn hơn 50% so với chiêu thức này trước đây. Chính vì vậy, bạn sẽ hoàn thành sớm vòng rừng của mình và là người có lợi thế trong việc kiểm soát cuộc kỳ cục so với đối phương. Nhận thấy điều này, Riot đã nhanh chóng giảm 15% sát thương của W để Morgana hạn chế khả năng farm rừng ở những cấp đầu. Trong khi đó, một cái tên đi rừng khác là Dyna sẽ có lượng giáp tăng mỗi cấp giảm từ 3.6 xuống 3.1, hồi máu cơ bản giảm từ 7.5 còn 6.5, nội tại tăng tốc đánh giảm từ 20 đến 40% xuống 15 đến 40%. Điểm qua những vị tướng còn lại nằm trong danh sách đen. Dr. Mundo, giáp cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.5 xuống 3, sức mạnh công kích cộng thêm giảm từ 3.5 xuống 3. Garen, chiêu W sẽ có lượng giáp và kháng phép mỗi cộng dồn giảm từ 0.25 xuống 0.2. Kháng phép tối đa vẫn không đổi, nhưng số lượng chỉ số lính cần thiết để đạt mức tối đa tăng từ 120 lên 150. Bragax, chiêu E sẽ có sát thương cơ bản giảm từ 80 đến 240 xuống 80 đến 220. Heimerdinger, chiêu W, sát thương giảm từ 50 đến 170 xuống 50 đến 150. Sát thương tối đa giảm từ 90 đến 306 xuống 90 đến 270. Junix, sát thương lan từ xương cá giảm từ 200 xuống 175%. Rumble, lượng sát thương có thêm khi quá tải giảm từ 10 đến 50 còn 5 đến 40. Cuối cùng, Vladimir, thời gian hồi chiêu quy tăng từ 9, 7.75, 6.5, 5.25, 4 lên 9, 7.9, 6.8, 5.7, 4.6 giây. Kog'Maw được nâng cấp toàn diện.
Mùa 11 là năm thống trị của những AD carry như Tristana, Kai'Sa, Saya hay Yenix. Và chúng ta ít khi nào được nghe đến cái tên Cockmore comeback. Điều này đương nhiên khiến người hâm mộ hắn ta buồn lòng. Thế nhưng tương lai sẽ thay đổi và đây là lúc nên ăn mừng khi ở 11.9, con sâu này nhận được khá nhiều ưu ái. Cụ thể, để tăng thêm sức hút cho Cockmore, Riot quyết định nâng cấp hiệu ứng hình ảnh và buff cho các kỹ năng của Cockmore để tướng này có thể trở lại cuộc chơi. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ đến từ trưởng nhóm thiết kế hiệu ứng Riot Bedilox. Dưới đây là những nâng cấp về hiệu ứng hình ảnh đối với Cockmore mà chúng tôi đã thực hiện. Đợt cập nhật này sẽ xuất hiện ở phiên bản tiếp theo. Với cơ bản, chúng tôi đã nâng cấp một vài chi tiết trong tạo hình của Cockmore. Bên cạnh đấy thì biểu tượng giảm giáp và kháng phép cũng được cập nhật. Mục tiêu cập nhật này hướng tới là khiến các kỹ năng của Cockmore trở nên rõ ràng, dễ nhận biết hơn trước. Đặc biệt là phạm vi ảnh hưởng của chiêu cuối, pháo sinh học, hiệu ứng hình ảnh của chiêu W, cao xạ ma pháp và nội tại. Như vậy, đợt nâng cấp này sẽ giúp những kỹ năng của Cockmore trông dễ nhận biết hơn trước. Ngoài ra thì chiêu W, cao xạ ma pháp cũng sẽ được điều chỉnh để thể hiện rõ ràng về nguồn gốc hư không của chú sâu này. Về mặt kỹ năng, chiêu Q sẽ gây hiệu ứng giảm giáp và kháng phép tăng từ 20 đến 28% lên 25 đến 33%. Trong khi chiêu E sẽ có mức mana tiêu hao giảm từ 80 đến 120 còn 60 đến 100. Nhìn chung, Riot đã tăng thêm khả năng gây sát thương của Cockmore, đặc biệt là về cuối trận, với việc chiêu Q sẽ giảm mạnh chỉ số phòng ngự của dàn chắn bên phía đối phương. Chính vì vậy, nếu gặp những đội hình trâu bò cục xúc, hãy cân nhắc chọn Cockmore để bắn sấp mặt chúng nhé. Tiếp theo, Kayn có lần tăng sức mạnh thứ bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa. Và ở phiên bản 11.9, hắn vẫn được buff khá đáng kể. Khi chiêu Q dạng sát thủ sẽ có lượng sát thương gây ra tăng từ 55% tổng AD, cộng 5%, cộng 4% trên 100% máu tối đa của kẻ thù, lên thành 65% tổng AD, cộng 5%, cộng 4% trên 100% máu tối đa của kẻ thù. Điều này đồng nghĩa với việc Kayn ngoài khả năng đi rừng khỏe ra, cũng có thể đem ra đi đường để đối đầu với các con bài đấu sĩ khác. Kế đến, Kindred là một trong những tướng đi rừng được chọn khá nhiều ở thời điểm đầu mùa 11. Tuy nhiên, tướng này đã dần bị lu mờ bởi những cái tên như Udyr hay Hecarim đang thực sự quá hot trong meta hiện tại. Ở 11.9, Riot quyết định tăng thêm một chút sức mạnh cho Kindred để cô có thể trở lại với khu rừng. Cụ thể, chiêu Q, thời gian hồi chiêu giảm từ 9 còn 8 giây, sát thương tăng từ 60 đến 140 lên 60 đến 160. Với chiêu thức gây sát thương chính được buff sẽ giúp Kindred mạnh mẽ hơn và không tỏ ra quá thua thiệt trong những tình huống trao đổi chiêu với đối thủ. Hy vọng Kindred sẽ tìm lại vị thế của mình ở phiên bản tới. Một vị tướng đi rừng, thậm chí là cả đường trên đáng chú ý nữa là Trundle cũng được tăng sức mạnh trở lại ở 11.9. Theo đấy, chiêu E sẽ có mức độ làm chậm tăng từ 20 đến 60% lên 32 đến 60%. Với thay đổi này thì Trundle đi rừng sẽ có thể can thiệp các lane tốt hơn. Thậm chí người chơi giờ đây sẽ có thêm một lựa chọn mới ở khu rừng để đối đầu với những tướng đấu sĩ đi rừng đang hot ở những phiên bản gần đây. Cuối cùng, chúng ta sẽ điểm qua những vị tướng may mắn khác trong 11.9 nhé. Lulu, chiêu W có thời gian hồi chiêu giảm đi 1 giây ở mọi cấp. Tốc đánh cộng thêm tăng từ 20 đến 35% lên 25 đến 35%. Set, chiêu W, phần trăm sát thương từ gan góc thay đổi từ 25 cộng 10 mỗi 100 AD cộng thêm thành 25 cộng 20 mỗi 100 AD cộng thêm. Ngoài ra, chiêu cuối sẽ có tỷ lệ sát thương tăng từ 100% lên 120%. Shen, chiêu cuối là chắn tăng từ 175 đến 525 cộng 135% AP thành 120 đến 500 cộng 17.5 máu cơ bản cộng 135% AP. Taric, chiêu Q, mana tiêu hao giảm từ 70 đến 110 xuống 70 đến 90. Serat, chiêu Q sẽ có sát thương thay đổi từ 80 đến 240 cộng 75% AP thành 70 đến 230 cộng 90% AP. Đồng thời, W sẽ có sát thương thay đổi từ 60 đến 180 cộng 60% AP thành 60 đến 200 cộng 65% AP. Giáp gia tốc sắp bị quăng vào xó. Kể từ đầu mùa giải, giáp gia tốc luôn là trang bị ưu tiên số 1 cho các tướng đấu sĩ hoặc tanker kém cơ động. Khả năng kích tốc chính là thứ khiến trang bị này trở nên cực kỳ nguy hiểm trong tay các tướng đi rừng như Udyr hay Hecarim. Không chỉ bổ sung cho hai tướng này khả năng chống chịu,
Giáp gia tốc hóa cuồng còn giúp những tình huống ganh của cả hai trở nên dễ dàng hơn và khó bị kẻ địch khắc chế. Thậm chí một vài tướng hỗ trợ chống chịu cũng có thể lên trang bị này để tạo ra các tình huống mở giao tranh bất ngờ. Trong bản 11.9 tới, lượng tốc độ di chuyển gia tăng khi kích hoạt giáp gia tốc sẽ bị giảm từ 60 còn 40%. Thay đổi này đánh thẳng vào khả năng kích tốc và khiến những tình huống lao vào sẽ bớt nguy hiểm hơn so với trước. Một trang bị chống chịu khác là giáp liệt sĩ cũng bị giảm sức mạnh ở phiên bản tới. Cụ thể, lượng máu cộng thêm bị giảm từ 400 xuống còn 300 máu. Do đó, khả năng cao meta đi rừng sẽ có nhiều thay đổi khi mà Hecarim cùng một trang bị trấn phái của hắn đã bị giảm sức mạnh ở 11.9. Bên cạnh hai món ở trên, bùa Nguyệt Thạch đã nhận được một đợt buff nhẹ ở phiên bản này khi lượng hồi phục gốc được tăng thêm 10. Vũ điệu tử thần cũng được điều chỉnh khi lượng giáp tăng từ 40 lên 50 và sát thương cũng được tăng từ 50 lên 55. Trong khi đấy, đao tím được thay đổi công thức khi dao găm chuyển thành kiếm dài, đồng thời sức mạnh công kích cộng thêm tăng từ 30 lên 40. Cuối cùng, khiên thái dương nhận được vài thay đổi để phù hợp hơn dành cho các tướng đi rừng. Nội tại thiêu đốt giờ sẽ gây 150% sát thương lên các mục tiêu quái và giúp đẩy nhanh tốc độ dọn rừng. Thay đổi này sẽ tạo cơ hội cho những tướng đi rừng thiên hướng chống chịu trở lại với liên minh và mở ra nhiều lựa chọn mới cho người chơi. Damwon Kia sẽ được dùng skin vô địch thế giới ở MSI. Sau 7 tháng kể từ khi chung kết thế giới kết thúc, những hình ảnh đầu tiên về nhóm trang phục vô địch dành cho Damwon đã chính thức lên sóng. 5 tướng được chọn để khoác lên mình những bộ skin mới là Kennen, Nidalee, Twisted Fate, Jhin cùng Leona. Chúng có tông màu chủ đạo là xanh cùng ánh bạc. Đây cũng là màu sắc của bộ áo đấu mà Damwon dùng ở giải đấu trên đất Trung Quốc. Trong số 5 skin này, chỉ có duy nhất Jhin đã từng sở hữu skin vô địch thế giới trước đấy với SKT T1. Còn lại 4 cái tên là Kennen, Nidalee, Twisted Fate và Leona đều là các tướng lần đầu sở hữu skin vinh danh. Khá đáng tiếc cho Grace và Pantheon khi hai tướng này từng được cân nhắc bởi Canyon và Beryl. Nhưng cuối cùng, Nidalee và Leona mới là những người được chọn. Bên cạnh nhóm skin vinh danh nhà vô địch, đáng chú ý hơn chính là trang phục chủ đề của kỳ MSI năm nay, đó là Jack chinh phục. Từ sắc đỏ thường thấy, skin chinh phục dành cho sự kiện MSI đã chuyển sang tông màu xanh lá chủ đạo. Đây cũng có thể là ẩn ý của Riot nhân dịp MSI trở lại sau một năm vắng bóng, đồng thời có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu. Dự kiến tất cả những skin này sẽ xuất hiện trong phiên bản 11.9, ra mắt vào ngày 28 tháng 4 và muộn hơn từ 1 đến 2 ngày ở server Việt Nam. Vừa rồi là toàn bộ nội dung về những cập nhật đáng chú ý ở phiên bản 11.9 của Cà Phê Liên Minh. Đây có thể sẽ là dấu chấm hết cho thời kỳ bá đạo của Hecarim và giáp gia tốc hóa cuồng trên đấu trường công lý. Trong khi đấy, các tướng đi rừng thất sủng khác hay con bài đã bị lãng quên từ lâu là Kog'Maw nhận được những sự điều chỉnh sức mạnh cần thiết. Ngoài ra, nhân dịp sự kiện MSI đang đến rất gần, thì những hình ảnh về dòng skin chinh phục hứa hẹn khiến nhiều người hâm mộ phải hao tiền tốn của. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.